Ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Gần 10 tháng đã bị truy nã quốc tế, nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Ngày 31 tháng 7, Bộ Công an cho biết nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại Trực ban Hình sự cơ quan an ninh điều tra, sau gần một năm trốn bịt lệnh truy nã quốc tế. Ông Thanh bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, do liên quan trách nhiệm đến hàng loạt sai phạm xảy ra ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và vụ án mua bán đất đai ở khu đô thị Thanh Hà A, Hà Nội. Sau 6 năm làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, năm 2013 ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Trưởng ban Đổi mới tại Bộ Công Thương, Vụ trưởng Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Tháng 5 năm 2015, ông Thanh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Một năm sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội. Các sai phạm của Phó Chủ tịch Hậu Giang 50 tuổi dần dần bị phát giác khi đầu tháng 6 năm 2016. Báo chí thông tin ông được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng, nhưng lại gắn biển xanh. Việc PVC thua lỗ nặng dưới thời ông Thanh quản lý, song ông vẫn thăng tiến ngay sau đó đã được xác minh. Tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an khởi tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ số tiền trên trong giai đoạn năm 2007 đến 2013. Dưới thời ông Thanh thì PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và đã bị mắc cạn trong nợ nần. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư biểu quyết 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Thanh. Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách sau đó đã xác nhận có thông tin ông Thanh đã trốn sang châu Âu. Tổng Bí thư lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ truy bắt đến cùng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh liên tục bị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định là một trong những đại án của năm 2016-2017. Yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung điều tra để truy bắt. Hiện 10 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 4 cựu lãnh đạo PVC bao gồm ông Vũ Đức Thuần là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Tín là Phó Tổng Giám đốc, ông Trương Quốc Dũng Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Tiến Đạt là Kế toán trưởng. Quan lộ trại thảm của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc cách đây 26 năm. Ông Trịnh Xuân Thanh đã trải qua rất nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trước khi bị khai trừ khỏi đảng vào ngày 8 tháng 9 năm 2016. Năm 1995, ông Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam sau một thời gian làm ăn ở Đông Âu. Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông giữ chức Phó Giám đốc Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật DTECO của Trung ương Đoàn. Từ năm 2000 đến năm 2004, ông giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng Công ty Sông Hồng. Từ năm 2005 đến 2007, ông là Phó Tổng Giám đốc rồi làm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Sông Hồng. Vào năm 2007, ông được bộ đề cử làm Tổng Giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Đến năm 2013, thì ông được lên làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, trưởng đại diện Bộ tại Đà Nẵng. Năm 2014, tạm thời phụ trách công việc chung của Bộ Văn phòng Bộ Công Thương. Đến năm 2015, thì ông giữ chức Vụ trưởng Ban Đổi mới Doanh nghiệp Bộ Công Thương. Đến tháng 5 năm 2015, ông được bầu làm bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến tháng 6 năm 2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội với 75% phiếu bầu. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2016, thì ông không được giới thiệu tái ứng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2020. Cũng không được nhận là tư cách đại biểu Quốc hội vào ngày 15 tháng 7 năm 2016. Đến ngày 8 tháng 9 năm 2016 thì ông chính thức bị khai trừ khỏi đảng. Ngày 16 tháng 9 năm 2016 cũng chính thức bị khởi tố bị can vì tội cố ý làm trái và truy nã quốc tế.